Xin kính chào quý thầy cô, chủ tọa đoàn. Xin kính chào quý vị đại biểu. Tôi là bác sĩ Vũ Thị Thu Trang ở Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được có mặt ở đây để trình bày một chủ đề liên quan đến IPF, một năm nhìn lại các nghiên cứu. Nội dung trình bày sẽ là điểm lại các nghiên cứu được công bố trong năm 2020-2021 liên quan đến yếu tố nguy cơ của IPF, các thuốc điều trị, các vấn đề điều trị không thuốc và ghép phổi trong IPF. Nhắc lại rất là nhanh qua về IPF thì có thể các quý vị đều đã biết là xơ phổi vô căn nó là một bệnh nằm trong nhóm bệnh phổi vô căn, và trong đó thì nó là một nhóm bệnh trong các bệnh lý phổi kẽ. Thì có thể nói trong nhóm bệnh phổi vô căn thì xơ phổi vô căn chiếm quá nửa, và nó là một bệnh lý mang lại rất nhiều gánh nặng, rất nhiều khó khăn trong công tác chẩn đoán và điều trị, là gánh nặng về sức khỏe, về kinh tế xã hội cho bệnh nhân, gia đình và toàn xã hội. Đây là một nghiên cứu liên quan đến đánh giá cái vai trò của nhiễm virus đối với nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một nghiên cứu phân tích gộp được tác giả Gao Hong Sheng và cộng sự tiến hành và công bố trên tạp chí Chest năm 2020. Các tác giả đã tìm hiểu trên các nền tảng PubMed, rồi Cochrane, rồi Wiley, vân vân, và tìm các cái bài báo cáo, các nghiên cứu đã được công bố. Sau đó thì loại trừ đi những cái báo cáo, những cái nghiên cứu không phù hợp, không đảm bảo được chất lượng, và cuối cùng thì có 29 cái nghiên cứu được đưa vào. Sau đó thì loại trừ đi 9 nghiên cứu mà không đảm bảo được cái tiêu chuẩn theo hướng dẫn của ATS và EAS, thì cuối cùng có 20 nghiên cứu được đưa vào phân tích gộp. Kết quả phân tích gộp thì cho thấy là việc nhiễm virus nói chung có vai trò giống như một cái yếu tố nguy cơ mà có thể gây hình thành IPF. Ở đây thì ở trên biểu đồ A là xét một cách chung nhất với các loại virus, thì họ thấy là cái việc nhiễm virus là yếu tố nguy cơ có liên quan đến IPF. Còn ở các sơ đồ B, C, D, E, F ở đây thì là phân tích riêng cho từng loại virus, và trong đó thì có 5 loại virus mà với tỷ lệ gặp cao nhất được đưa vào, đó là EBV, CMV, SHP6, 7, 8 là những cái loại virus mà với gặp tỷ lệ cao nhất. Thì thấy rằng là ngoại trừ cái HIV6 là nó không có sự khác biệt rõ rệt giữa việc làm tăng nguy cơ IPF hay không, thì các loại virus khác bao gồm EBV, CMV, HSV7 và 8 thì đều có sự khác biệt, là đều là cái nguy cơ làm tăng nguy cơ mắc IPF. Như vậy thì có thể nói là việc nhiễm virus mãn tính hoặc là kéo dài bao gồm EBV, CMV, HSV7 và 8 thì đã làm tăng cái nguy cơ xuất hiện IPF. Và vì những cái phát hiện như vậy thì khiến cho đặt ra vấn đề là chúng ta cần thêm có những cái nghiên cứu sâu sắc hơn về vấn đề này, để xem là việc nhiễm virus có phải là một cái yếu tố nguy cơ đối với IPF hay không. Đây là một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Molecular Biology Reports vào năm 2020. Thì nghiên cứu này đã phân tích về các cái đột biến gen liên quan đến telomere trong bệnh phổi xơ phổi vô căn. Họ đã phân tích các cái đột biến gen liên quan đến gen TERT, TERC, rồi họ đo cái độ dài của telomere trong nhiễm sắc thể để xem là nó có mối liên quan như thế nào với IPF hay không. Thì đây là kết quả khi mà phân tích về genotype và các cái tần suất của allele trong gen STN1, gen TERT và gen TERC, giống như bảng ở trên slide, thì họ thấy rằng là chỉ có ở cái gen TERT và TERC là có sự khác biệt về trình tự allele giữa bệnh nhân IPF và bệnh nhân không phải là IPF. Như vậy là các cái đột biến gen này nó có liên quan tới IPF. Ngoài ra thì họ cũng
sử dụng các phương pháp xét nghiệm để đánh giá cái độ dài của đoạn telomere trên nhiễm sắc thể, và họ thấy rằng là cái bệnh nhân IPF thì thường là có telomere ngắn hơn so với bệnh nhân không phải là IPF. Vì vậy, qua các cái kết quả mà chúng ta đã nhìn thấy thì họ cho rằng việc phân tích kỹ hơn về gen cũng như là về đột biến gen liên quan đến telomere và độ dài của telomere có thể là một yếu tố nguy cơ đối với IPF. Tiếp theo đây là những nghiên cứu liên quan đến các thuốc điều trị trong IPF. Thế thì cái nghiên cứu đang trình bày là một nghiên cứu do tác giả Luca Riccardi, một giáo sư về chuyên về phổi kẽ, công bố trên tạp chí BMC vào năm 2020. Thì dựa vào các số liệu của nghiên cứu Infansys và nghiên cứu InStage, thì các tác giả so sánh xem là nintedanib có hiệu quả và mức độ an toàn như thế nào giữa nhóm bệnh nhân IPF với chức năng phổi còn bảo tồn và nhóm IPF với chức năng phổi đã suy giảm. Thế thì ở đây trên bảng thì anh chị nhìn thấy là đặc điểm về FVC, FEV1 trên FVC và DLCO ở nhóm bệnh nhân Infansys thì còn tương đối là tốt, với FVC trung bình là gần 80% và DLCO trung bình là 47%. Trong khi đó với nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu InStage thì FVC trung bình chỉ có 66% và DLCO là 26%. Vậy thì người ta so sánh xem giữa hai nhóm khác biệt về mức độ nặng của bệnh thì nintedanib có hiệu quả và mức độ an toàn như thế nào. Thì đây là kết quả, các anh chị có thể thấy rằng là các cái cột biểu đồ màu xanh đậm nó thể hiện cho nhóm bệnh nhân có được điều trị nintedanib. Một bên là ở nghiên cứu Infansys với chức năng phổi còn tốt, và một bên là nghiên cứu InStage và chức năng phổi đã suy giảm. Thì các anh chị thấy rằng là cái tác dụng, cái hiệu quả trên việc làm chậm lại quá trình giảm FVC của nintedanib ở hai nhóm này là tương đương nhau. Ví dụ tại thời điểm 12 tuần thì đều tương đương với cái mức độ suy giảm FVC chỉ có 25 ml, và ở thời điểm 24 tuần thì mức độ đấy là tầm khoảng trên 50 ml. Và về các cái yếu tố về biến cố ngoài ý muốn thì xét về các cái biến cố ngoài ý muốn chung thì ở nhóm bệnh nhân trong nhóm Infansys và InStage thì cái tỷ lệ gặp là tương đương nhau, khoảng hơn 90%. Tuy nhiên khi mà xét về các cái biến cố ngoài ý nghiêm trọng thì chúng ta thấy rằng là ở nhóm InStage cái nhóm yếu tố ngoại ý nghiêm trọng cao hơn hẳn so với nhóm Infansys. Trong đó thì bao gồm là các cái đợt cấp của IPF, rồi tăng áp mạch phổi, rồi nhiễm trùng, rồi suy hô hấp, rồi huyết khối, vân vân. Thế thì cái việc mà các tác dụng phụ liên quan đến mức độ nặng của bệnh thì cũng có thể giải thích là đối với nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu InStage thì bản thân bệnh IPF đã ở mức độ nặng hơn rất là nhiều, và nó sẽ rất là dễ hiểu là bệnh nhân sẽ có nhiều triệu chứng hơn, có khó thở nhiều hơn và đi kèm với những bệnh đồng mắc nhiều hơn, do vậy sẽ có nhiều biến cố hơn. Đây là một nghiên cứu mà nó so sánh cái kỳ vọng của bệnh nhân, trải nghiệm của bệnh nhân và mức độ hài lòng của bệnh nhân khi sử dụng nintedanib so sánh với pirfenidone trong điều trị IPF. Thế thì có thể nói rằng là nintedanib và pirfenidone hiện tại là hai thuốc chống sơ mà đã được cấp phép để sử dụng trong điều trị IPF. Và trong số 90 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu thì khoảng non nửa sử dụng nintedanib và quá một nửa là điều trị pirfenidone. Và người ta so sánh sau 6 tháng để xem cái mức độ kỳ vọng, mức độ trải nghiệm và hài lòng của bệnh nhân với thuốc như thế nào. Thì ở đây các tác giả thấy rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh giữa hai nhóm trên các khía cạnh như vậy. Và họ cũng tìm thấy một đặc điểm, đó là cái sự kỳ vọng, cái hy vọng của bệnh nhân vào hiệu quả của thuốc là nhiều hơn so với việc họ lo ngại về tác dụng phụ. Vì thế cho nên là mặc dù là có thể có những cái tác dụng phụ nhẹ nhẹ nhưng mà bệnh nhân họ không quá chú ý việc đấy, ngoài cái việc là họ mong muốn là thuốc sẽ có tác dụng tốt hơn cho bệnh lý của họ. Và như vậy thì khi mà so sánh
hai nhóm bệnh nhân sử dụng hai thuốc khác nhau như thế thì họ thấy rằng là đa số là cái trải nghiệm của bệnh nhân, cái độ hài lòng của bệnh nhân với liệu pháp chống sơ là tích cực và là tương tự giữa hai loại thuốc này. Ở đây là một cái bảng số liệu để minh họa cho những điều mà tôi vừa nói, là khi mà so sánh tại thời điểm 3 tháng cũng như tại thời điểm 6 tháng khi bắt đầu sử dụng các thuốc chống sơ thì sự hài lòng về hiệu quả, sự hài lòng của bệnh nhân liên quan đến các tác dụng phụ, về việc dễ dàng sử dụng hay không, về trải nghiệm cũng như là các cái ý kiến của bệnh nhân thì đều thấy cái mức độ khác biệt là không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm điều trị. Đây là một nghiên cứu pha 2 để đánh giá một loại thuốc có thể có tiềm năng trong việc điều trị IPF, đó là lebrikizumab. Lebrikizumab thì là một loại kháng thể đơn dòng và nó ức chế một cách chọn lọc vào interleukin 13 ở trong máu, và do đó thì nó sẽ có tác dụng làm trung hòa cái hoạt động của interleukin 13, và vì vậy nó sẽ ngăn chặn được các cái quá trình truyền tín hiệu tiếp theo do interleukin 13 kích thích. Thế thì nghiên cứu này sẽ bao gồm hai nhóm thuần tập. Nhóm thuần tập A là gồm hai nhánh, một nhánh bệnh nhân sử dụng lebrikizumab, một nhánh bệnh nhân sử dụng giả dược. Và nhóm thuần tập B bao gồm hai nhánh, một nhóm bệnh nhân sử dụng lebrikizumab phối hợp với pirfenidone và một nhóm bệnh nhân chỉ sử dụng giả dược phối hợp với pirfenidone. Các thuần tập này đều được theo dõi trong vòng 52 tuần và tiếp tục theo dõi thêm 14 tuần về mức độ an toàn. Họ đã sàng lọc 505 bệnh nhân, và sau khi loại trừ các yếu tố trong các cái tiêu chuẩn loại trừ thì cuối cùng với thuần tập A còn 64 bệnh nhân, trong đó 31 bệnh nhân sử dụng giả dược, 33 bệnh nhân sử dụng lebrikizumab. Còn trong thuần tập B thì còn lại 265 bệnh nhân với 129 bệnh nhân sử dụng placebo và 136 bệnh nhân sử dụng lebrikizumab phối hợp với pirfenidone. Và kết quả là ở đây thì các anh chị thấy rằng là biểu đồ màu xanh đậm là đại diện cho nhóm bệnh nhân sử dụng thuốc nghiên cứu lebrikizumab. Còn cái biểu đồ màu cái cột màu nâu thì là sử dụng placebo. Thì mặc dù là cái sự suy giảm FVC ở nhóm bệnh nhân có sử dụng thuốc điều trị có vẻ như là ít hơn nhóm placebo, nhưng mà sự khác biệt rất là ít và không có ý nghĩa thống kê. Về so sánh cái vấn đề sống còn của bệnh nhân sử dụng lebrikizumab phối hợp pirfenidone và nhóm bệnh nhân sử dụng giả dược phối hợp pirfenidone thì màu xanh là nhóm sử dụng lebrikizumab phối hợp pirfenidone, còn màu nâu là nhóm giả dược. Thì ở đây các anh chị cũng có thể thấy rằng là hai cái đường này đi khá là gần nhau và nó không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Vì vậy có thể nói là với cái kết quả như vậy thì chúng ta chưa thấy được cái hiệu quả của lebrikizumab trong điều trị IPF. Khi so sánh về tính an toàn thì các cái tác dụng không mong muốn của hai nhóm thì không có sự khác biệt. Vì vậy cho nên có thể nói rằng là lebrikizumab thì có thể dung nạp được tốt và tương đối an toàn. Tuy nhiên thì mặc dù lebrikizumab sử dụng đơn trị hay là lebrikizumab sử dụng phối hợp với pirfenidone thì chúng ta đều chưa thấy được cái tác dụng của nó trong việc làm chậm lại quá trình suy giảm FVC sau 52 tuần theo dõi. Đây là một phân tích gộp liên quan đến so sánh pirfenidone, nintedanib và pamrevlumab trong việc điều trị IPF. Thế thì ở đây ta thấy rằng là pirfenidone và nintedanib là những thuốc chống sơ mà đã được chứng minh tác dụng của nó trong việc làm chậm lại quá trình suy giảm FVC. Thế còn pamrevlumab thì hiện tại vẫn chưa được cấp phép một cách chính thức để điều trị trên thị trường. Vậy thì cái phân tích gộp này các tác giả đã đưa vào sau khi loại trừ các nghiên cứu không đạt tiêu chuẩn, không đảm bảo chất lượng, thì còn lại 6 nghiên cứu được đưa vào phân tích gộp. Thì kết quả là trên bảng này các anh chị có thể thấy biểu đồ A là biểu đồ so sánh về cái sự thay đổi trong FVC tỷ lệ phần trăm so với tiên đoán,
Thế còn biểu đồ B là sự thay đổi về FPC với số lít tuyệt đối. Biểu đồ C là tỷ lệ phần trăm số bệnh nhân có giảm 10% FPC, và biểu đồ D là liên quan đến tử vong do mọi nguyên nhân trong IPF. Thì ở cả bốn biểu đồ, các anh chị thấy khi so sánh giữa thuốc với giả dược, ví dụ so sánh nintedanib với giả dược, so sánh pirfenidone với giả dược, so sánh pamrezumab với giả dược, thì cả ba cái phép so sánh đấy cũng như là so sánh chung thì đều thấy được cái hiệu quả của cả ba thuốc này so với giả dược. Như vậy thì qua kết quả ở đây thì các anh chị có thể thấy rằng là cái hiệu quả của pamrezumab so với nintedanib và pirfenidone có vẻ là cũng tương đương với nhau. Vì vậy có thể nói rằng cái thuốc này nó đang hứa hẹn nó sẽ là một cái thuốc có thể có hiệu quả trong việc điều trị IPF, và nó sẽ có thể, nếu các cái nghiên cứu pha 3 mà đi tới kết luận cuối cùng, thì bệnh nhân có thể có hy vọng về một loại thuốc mới trong điều trị IPF. Đây là một nghiên cứu về một loại thuốc rất mới đang được bắt đầu tiến hành nghiên cứu để trong việc điều trị IPF, đó là thuốc với ký hiệu là TD139 đường phun hít, sử dụng với cơ chế là sẽ ức chế vào galactin 3. Thế thì galactin 3 là một loại chất nó có cái vai trò mà điều hòa trong quá trình hình thành xơ ở phổi, trong quá trình xơ hóa ở phổi, và chúng ta có thể xét nghiệm được nó trong dịch rửa phế quản phế nang, rồi trong huyết thanh của bệnh nhân IPF. Thế còn cái chất thuốc TD139 thì bản chất của nó là một chất ức chế galactin 3, và nó cho thấy được cái hiệu quả trong cái nghiên cứu trên động vật, trên chuột mà được làm cho xơ phổi để nghiên cứu ở động vật, gọi là nghiên cứu tiền lâm sàng. Thế thì cái hiệu quả như vậy hứa hẹn là có thể, biết đâu nó sẽ có hiệu quả đối với xơ phổi ở trên người thì sao. Thế thì TD139 đã được đưa vào nghiên cứu ở những pha sớm để xem là tính an toàn và cái hiệu quả bước đầu nó như thế nào. Thế thì đây là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm và có nhóm chứng ở pha 1 và pha 2A để nó đánh giá cái tính an toàn, tính dung nạp, các cái tính chất đặc tính về dược động học, dược lực học của TD139. Nhóm nghiên cứu thì bao gồm 24 bệnh nhân IPF và 36 người trưởng thành khỏe mạnh. Thế thì kết quả nghiên cứu cho thấy là TD139 là loại thuốc dung nạp tốt và không có những cái tác dụng phụ đáng kể được ghi nhận. Tuy nhiên kết quả này chúng ta sẽ cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu các pha tiếp theo để có thể kết luận về hiệu quả cũng như là về tính an toàn của TD139 trên người. Đây là một nghiên cứu khác được công bố năm 2020 trên tạp chí Lancet, và nó không nghiên cứu thuốc gì mới, nhưng nó nghiên cứu về vấn đề phối hợp sildenafil cùng với pirfenidone trong việc điều trị IPF giai đoạn tiến triển, giai đoạn muộn, và đánh giá cái hiệu quả về mặt điều trị nguy cơ tăng áp mạch phổi cho bệnh nhân như thế nào. Thì trong nghiên cứu này có hai nhánh, một nhánh là bệnh nhân sử dụng pirfenidone phối hợp với sildenafil, và nhánh còn lại là chỉ dùng pirfenidone và giả dược, theo dõi trong vòng 1 năm. Thế thì kết quả ở đây tôi có đưa ra hai cái biểu đồ trong báo cáo nghiên cứu này. Thứ nhất là cái biểu đồ liên quan đến tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Ở nhóm màu xanh là sử dụng sildenafil phối hợp pirfenidone, và nhóm màu đỏ là pirfenidone cùng với giả dược. Thì các anh chị có thể thấy là hai cái đường này nó đi rất là trùng nhau, và như vậy không có sự khác biệt nào của những thống kê cả. Cái bảng thứ hai là so sánh về hiệu quả của nó trên các chỉ số FPC, trên các chỉ số NT-proBNP và khoảng cách tiêu bộ 6 phút. Thì các anh chị thấy là giữa hai nhóm cũng không có sự khác biệt, có những thống kê với chỉ số P đều lớn hơn 0,05. Như vậy thì qua các kết quả này chúng ta thấy rằng là cũng không có sự khác biệt nào giữa nhóm điều trị phối hợp sildenafil và nhóm không phối hợp sildenafil. Vậy cho nên có thể nói rằng là cái liệu pháp này có lẽ là chưa đưa lại được hiệu quả trong vấn đề điều trị IPF.
Tiếp sau đây là sẽ điểm qua những nghiên cứu mà liên quan đến theo dõi cũng như các biện pháp điều trị không thuốc của IPF. Ở đây là một nghiên cứu nói về việc bệnh nhân tự đo phế dung kế tại nhà với số liệu từ thử nghiệm INMARK. Thì các anh chị thấy là người ta có các cái hình biểu đồ ở đây mô tả về cái mối tương quan có chặt chẽ hay không chặt chẽ giữa việc đo chức năng hô hấp tại nhà cũng như là đo chức năng hô hấp tại bệnh viện. Thì màu càng đỏ là càng chặt chẽ mà càng xanh thì là càng không chặt chẽ. Thế thì cái biểu đồ đầu tiên rất nhiều màu đỏ ở trên là so sánh cái tương quan giữa các chỉ số chức năng hô hấp mà đo tại nhà cũng như là đo tại bệnh viện. Thì các anh chị thấy là cái màu của nó rất là đỏ, có thể nói nhìn trực quan ta thấy là có tương quan khá chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên ở biểu đồ B và biểu đồ C thì là các biểu đồ mà so sánh cái sự thay đổi các chỉ số trong chức năng hô hấp khi mà đo tại nhà cũng như khi đo tại bệnh viện tại các thời điểm tuần 4, tuần 8, tuần 12 vân vân cho đến tuần 52. Thì các anh chị thấy rằng là tại những cái thời điểm sớm, các tuần sớm, tuần 4, tuần 8 thì sự tương quan là không chặt chẽ. Thế nhưng mà càng về sau, càng các cái tuần xa hơn ta càng về sau thì cái độ tương quan nó càng tăng lên. Thế thì qua cái nghiên cứu này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc đo chức năng hô hấp tại nhà bằng các cái dụng cụ đơn giản cá nhân tại nhà thì có thể giúp cho bệnh nhân theo dõi được cái chức năng hô hấp của mình cũng như là cho thông số để các bác sĩ có thể theo dõi từ xa. Cái việc này sẽ đặc biệt là có hiệu quả, có tác dụng ý nghĩa trong cái thời kỳ đại dịch COVID-19 khi mà những bệnh nhân cũng không có nhiều không có có thể không đến được bệnh viện do giãn cách chẳng hạn. Và có thể kết luận là cái đo chức năng hô hấp tại nhà là một biện pháp theo dõi chức năng phổi khả thi và có thể chuẩn hóa để có thể sử dụng như một cái biện pháp theo dõi tốt trong bệnh nhân IPF. Đây là một nghiên cứu mà liên quan đến việc tiến hành các cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp từ xa cho bệnh nhân IPF. Đây là nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental Research and Public Health vào năm 2021. Các tác giả đã sử dụng các công nghệ hiện đại ngày nay để giúp cho bệnh nhân IPF có thể tiếp cận với các biện pháp tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng từ xa mà không cần đến bệnh viện, sử dụng các cái máy tính bảng rồi các cái chương trình chat, video call để hướng dẫn bệnh nhân tập, có theo dõi, có các bộ câu hỏi để bệnh nhân có thể tích và trả lời, rồi có huấn luyện viên ảo để hướng dẫn bệnh nhân tập cũng như là các cái theo dõi kết quả tập luyện của bệnh nhân. Và người ta đã đưa vào nghiên cứu 29 bệnh nhân thỏa mãn mọi điều kiện, trong đó 15 bệnh nhân tập phục hồi chức năng từ xa và 14 bệnh nhân trong nhóm chứng không tập phục hồi chức năng từ xa. Và người ta theo dõi cái tiến triển của bệnh nhân sau 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Ở đây là cái biểu đồ cho thấy kết quả về khả năng gắng sức của nhóm có tập và nhóm chứng. Thì ở nhóm có tập luyện với huấn luyện viên ảo thì các quý vị có thể thấy là cái đường ở trên sau 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có thể nói là nó tương đối duy trì được. Còn với nhóm mà không thực hiện phục hồi chức năng hô hấp từ xa thì cái khả năng gắng sức biểu hiện bằng khoảng cách độ 6 phút càng ngày càng suy giảm và đến tháng thứ 9 thì cái sự suy giảm là khá rõ rệt và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Một nghiên cứu khác là nghiên cứu đánh giá về cái hiệu quả khi mà bổ sung oxy cho bệnh nhân để xem là nó sẽ có hiệu quả như thế nào với khả năng gắng sức. Thì trong nghiên cứu người ta đưa vào những bệnh nhân IPF mà khi nghỉ ngơi thì không có giảm oxy máu nhưng khi gắng sức thì oxy máu tụt xuống dưới 90%. Trong nghiên cứu sẽ bao gồm 72 bệnh nhân thỏa mãn điều kiện. Và kết quả cho thấy rằng là đối với nhóm bệnh nhân mà được bổ sung oxy trong quá trình tập luyện thì các cái chỉ số về thời gian tập luyện cũng như là chỉ số về SpO2 đáy là tốt hơn rất là nhiều so với nhóm giả dược. Và cải thiện cả về cái triệu chứng khó thở cũng như là triệu chứng mệt mỏi cơ.
Và đây là nghiên cứu cuối cùng mà trong bài trình bày ngày hôm nay của tôi, là nghiên cứu so sánh giữa ghép phổi, ghép một phổi hay là ghép hai phổi trong việc điều trị IPF. Thì các quý vị thầy cô cũng đã biết là đối với IPF đến giai đoạn cuối thì ghép phổi là phương pháp điều trị cuối cùng. Vậy thì đây là một cái phân tích gộp và đưa vào các nghiên cứu so sánh giữa những bệnh nhân được ghép một phổi với bệnh nhân được ghép hai phổi. Thì ở đây các anh chị thầy cô có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ sống còn chung giữa nhóm ghép một phổi và nhóm ghép hai phổi thì không có sự khác biệt có nghĩa thống kê. Tuy nhiên khi mà so sánh các cái chỉ số khác sau khi ghép giữa nhóm ghép một phổi và ghép hai phổi thì các thầy cô anh chị có thể nhìn thấy là đối với nhóm ghép hai phổi thì cái tỷ lệ cái chức năng hô hấp của bệnh nhân sau ghép có vẻ là tốt hơn so với nhóm ghép một phổi. Tuy nhiên nhóm ghép hai phổi thì lại gặp vấn đề liên quan đến ghép chống chủ và liên quan đến xuất hiện những cái tổn thương ác tính nhiều hơn là ghép một phổi. Vậy thì có thể nói rằng là IPF cho đến bây giờ vẫn là một bệnh lý chưa được hiểu rõ hoàn toàn về cơ chế, về yếu tố nguy cơ và các thuốc điều trị được cấp phép hiện nay thì cũng chỉ giúp làm chậm tiến trình của bệnh mà không điều trị khỏi. Chúng tôi điểm qua các cái nghiên cứu được công bố từ năm 2020 đến 2021 thì thấy một số nghiên cứu có gợi ý vai trò của việc nhiễm virus, vai trò của gen, đột biến gen trong việc tăng nguy cơ mắc IPF. Và hiện có một số thuốc điều trị đang được nghiên cứu ở pha 1, pha 2, pha 3 thì hy vọng sẽ là những cái phương án điều trị mới để giúp cho bệnh nhân IPF. Bên cạnh việc dùng thuốc thì các chương trình tập phục hồi chức năng từ xa cùng với sự hỗ trợ oxy cũng có thể giúp cải thiện khả năng gắng sức, thông qua đó có thể giúp cho bệnh nhân có cuộc sống chất lượng tốt hơn. Ghép phổi là phát điều trị cuối cùng và cho thấy rằng ghép hai phổi cải thiện chức năng phổi tốt hơn so với ghép một phổi. Tuy nhiên tỷ lệ sống còn chung thì không có sự khác biệt giữa hai phương pháp này. Ở trên đây là toàn bộ nội dung của bài trình bày. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý vị đại biểu. Xin cảm ơn.